Xin ơi, chào các bác và các anh em. Hôm nay thì em lại tiếp tục nhập thêm 10 chiếc vang vang số Batty Hound DK5000. Thì đúng ra là trong cái lúc mà dịch bệnh chưa được khống chế, cái việc mà buôn bán hay là vận chuyển nó cũng chậm. Thì trong cái lô hàng đợt trước thì em bán thì cũng coi như là hết. Bởi vì là cũng có một số các bác anh em ở trong các tỉnh miền trong cũng đã đặt tiền trước. Thế nhưng mà bưu điện chưa nhận hàng cho nên em cũng chưa chuyển được cho các bác ở trong các cái tỉnh miền trong. Thì các bác đã đặt tiền của em rồi ấy. Thì các bác cũng thông cảm, cái này là do bưu điện họ chưa nhận hàng cho nên là em chưa chuyển được cho các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục có 10 chiếc, lần này về hàng còn đẹp hơn lần trước, cho nên rằng là em cũng nói luôn là cái giá lần này khả năng có khi là nhỉnh hơn lần trước một chút. Bởi vì nói về cái hàng hàng cũ hàng bãi ấy, thì cái giá thì nó có lúc lên lúc xuống, có thể là lên 50 100. Thì trong 10 chiếc lần này về thì là nói về cái hình thức cũng như là về cái độ mới cũ thì có lẽ rằng là nó mới hơn trong cái đợt trước, thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Thì các bác và anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Thế còn nói về cái chất âm của cái dòng vang số Batty Hound DK5000 thì các bác anh em cũng đã hiểu được rằng một thương hiệu tên tuổi, một cái thiết kế sang trọng, và cái chất âm thì theo em đánh giá là một chiếc vang số toàn diện, kể cả là phần nhạc, phần mix, phần effect. Và với khả năng căn chỉnh của em ấy, thì em khẳng định rằng khi các bác mua những chiếc băng số Batty Hound DK5000 này chắc các bác sẽ hài lòng. Bởi vì là qua những chiếc băng số mà em bán cho các bác anh em thì em cũng có cái hỏi thăm, có những cái mà như vậy là trao đổi với các bác anh em mà đã mua băng số của em thì 100% là các bác khi nhận băng số của em căn chỉnh thì các bác đều hài lòng. Với một cái chất âm sẵn có rất là tốt ở trên cái dòng băng số cao cấp thì em nghĩ rằng là em sẽ làm được một các cái chế độ rất là hay, có lẽ rằng là cũng đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong muốn của các anh em. Thì các anh em có nhu cầu muốn sở hữu chiếc băng số cao cấp của hãng Batty Hound thì các bác hãy liên hệ với em. Và các bác ở trong các tỉnh miền trong mà đã đặt hàng của em ấy thì các bác cũng thông cảm với em, bởi vì là cũng chưa gửi được cho các bác. Thì còn khi mà các bác đã đặt hàng, đã đặt tiền ở chỗ em thì em bằng mọi giá em sẽ vẫn giữ lại cho các anh em, cho dù là cái giá cả có thể là nó lên nó xuống. Thế nhưng mà khi mà cái thời điểm mà em trao đổi với các anh em giá như thế nào thì em vẫn giữ nguyên giá như thế. Thế còn là trong cái đợt hàng lần này thì là còn đẹp hơn lần trước, thế cho nên là em cũng nói luôn ấy, là cái giá thì khả năng nó nhỉnh hơn một chút, nó nhỉnh hơn một chút. Thì cái vấn đề giá nó lên nó xuống thì nó còn nhiều góc độ, giả dụ như là nó còn liên quan đến mới cũ này, liên quan đến xa gần, liên quan đến là chuyển tiền trước 100%, hay là như vậy là thu cốt, hay là như vậy là cái vấn đề mà nhu cầu setup mà nó quá phức tạp, mà quá phức tạp thì có khả năng nó gọi là lên xuống một chút, có thể là 5 70%. Thì cái đấy là các bác anh em cũng có thể là thông cảm, bởi vì nó là hàng hàng bãi, hàng cũ thì nó cũng có những cái thời điểm lúc lên lúc xuống, nhập vào thấp thì bán thấp, nhập vào cao bán cao. Thế chỉ có một điều là khi các bác chọn mua những chiếc băng số cao cấp đắt tiền thì các bác cũng nên chọn người cài đặt setup thì mới đem lại một cái hiệu quả cao khi sử dụng. Chứ còn nếu như mà đã bỏ ra 3-4 triệu để mà mua một chiếc vang số cao cấp và với hy vọng là sẽ đem lại một chất âm hay, thế nhưng mà khi mà nhận hàng các bác như vậy lại không hài lòng thì có lẽ rằng đấy nó cũng là một cái mà cũng tiếc cho cả các bác và tiếc cho cả người bán hàng. Thì hôm nay thì em nhận được hai chiếc vang số của một bác ở Quảng Ninh và một chú em ở Hưng Yên. Đây là hai chiếc băng số, thì ngày mai em sẽ chia sẻ với các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh của cái dòng băng số GMDB880 này. Thì em biết rằng là có rất nhiều các bác anh em là đang sử dụng cái dòng băng số GM DB880 này, thì là em sẽ có một cái video clip chia sẻ các cái thông số quan trọng, những cái thông số mà các bác anh em có thể là khi mà tham khảo có thể là áp dụng được rất là tốt ở trên cái dòng băng số GM ở DB880 này. Trước đây thì em cũng có bán cái dòng băng số này và bây giờ thì em cũng thường xuyên nhận được những chiếc băng số của các anh em gửi đến để căn chỉnh. Và chú em này có gửi cho em cả một cái bộ mic nữa, một bộ mic Beyer kèm theo một chiếc vang GM ở DB880 và chiếc vang CZT3 này của một bác ở Quảng Ninh. Thì bác ở Quảng Ninh này thì là trước đây có mua của em một chiếc vang số CZT3 và sau đó thì lại giới thiệu cho anh em người nhà, lại tiếp tục gửi chiếc vang số CZT3 này đến để cho em để em căn chỉnh lại. Thì đối với dòng vang số CZT3 thì em chia sẻ rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà có lẽ rằng là đối với dòng vang số CZT3 thì
các bác và anh em có thể là rất là yên tâm khi mà gửi vang số đến để cho em, để em căn chỉnh lại, hoặc là như là mua những chiếc vang số siêu T3 của em. Ở đây thì em còn một số vang số siêu T3, số T3 ở trong chỗ này đây vẫn còn. Thì các bác có nhu cầu mua các loại vang số từ loại bình dân nhất như là cái dòng này, dòng này là dòng Vina VT 6100, cho đến các cái dòng Landor 9009, rồi các cái dòng như là X3, X5, 6, X7, 8, X10, X12. Thì chiếc X12 này là của một bác khách bác gửi đến để căn chỉnh thôi. Chiếc X12 này là của bác khách bác gửi đến căn chỉnh thì em cũng chưa làm cho bác ấy. Thì còn hôm nay thì em giới thiệu với các bác anh em là mới về ít vang số Battyhound DK 5000. Giới thiệu các bác để các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để em có thể là tư vấn cho các bác dùng loại gì, hay là khi các bác đặt hàng thì em có thể là tư vấn cho các bác anh em để mà cài đặt các chế độ cho nó phù hợp với lại không gian thiết bị và cái sở thích của các bác và anh em. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác và anh em. Nếu các bác và anh em nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ với em kia theo cái số điện thoại 0977 259 103 kia để có thể là trao đổi trong cái vấn đề mua bán hay là cài đặt lại vang số.